Thưa quý vị, hôm qua thì Ngoại trưởng Philippines ông Perfecto Yasay cho biết là quá trình đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông vẫn đang diễn ra và khả năng là sẽ hoàn tất vào giữa năm nay. Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông bao gồm các bên liên quan là ASEAN và Trung Quốc. Tại buổi họp báo diễn ra vào hôm 11 tháng 1, Ngoại trưởng Philippines ông Perfecto Yasay hy vọng có thể bộ quy tắc này sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Chúng tôi vẫn đang thảo luận với các cấp chính quyền, từ cấp cao cho đến cấp dưới bộ. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi mong rằng sẽ có thể hoàn tất bộ quy tắc ứng xử này vào giữa năm. Đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử đã bắt đầu từ năm 2002 và nhiều lần bị trì hoãn. Ông Yasay cho biết, trong quá trình đàm phán, Trung Quốc đã tỏ ra hợp tác. Riêng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông đã căng thẳng từ năm 2013, khi Manila đề nghị quốc tế can thiệp về việc Trung Quốc tranh chấp chủ quyền ở phần lớn của Biển Đông với các nước và vùng lãnh thổ như Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Vào tháng 7 năm ngoái, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết, không có bằng chứng Trung Quốc trong lịch sử đã kiểm soát đối với vùng biển hay tài nguyên trên Biển Đông. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh lại phủ nhận phán quyết này.